Đây. Rõ chưa, đỡ gió chưa? Ô, ông làm bấm cái gì đấy? Xoay tít thò lò luôn. Vẫn xoay mà tay mình vẫn giữ nguyên ý, nó tự xoay. Tự xoay luôn, mà đúng sợi tóc thật. Ê, ô, bảo là đôi khi là học thì phải mất phí rồi, trong khi đó thì võ công thì mình phải truyền cho bạn đấy. Đấy, nó xoay lên cả nhà này. Chú như thế nào? Đây, đọc thần chú cơ, thần chú. Đọc giọng như nào? Thì cái này lộ ra để cho bạn biết thôi, chứ đừng nói cho ai biết, thì nó vấn đề nó liên quan đến tâm linh này. Tâm linh như thế nào? Ma tà các kiểu, đâm ra nó âm binh nhiều cái lắm. Nên là bạn phải học mới biết được. Thế nhưng mà ông học cái này để làm gì? Liên quan đến âm binh là như thế nào? Học thì đôi khi mình gặp nhiều thành phần này rắc lô nhất thì mình dọa ma tí mà. Ngoài những vấn đề hỗ trợ liên quan đến viêm gan B, viêm gan C, mát gan và sơ gan thì nó có tác dụng hỗ trợ về tình trạng mất ngủ cũng như là nhuận tràng. Vừa xong, mai mới về, mới lên vườn cả nhà. Ôi giời, mưa to thế, súng xước nước ở đây rồi. Sao rồi bạn ơi? Buôn bán thế nào rồi? Thì mưa gió cái nhìn nhận các bạn ơi. Mưa gió quá nên chắc là ít khách hả? Không có khách chứ gì cả, lên như thế này. Đây, anh em mình mới lấy đào chuông này về đây. Cái cây mai nhìn rực rỡ cho cả nhà. Đây này có khách giả 9.999 tỷ gì gì mà không bán đấy. Có bán không? Không chốt được à? Thêm tí bán bạn ơi. Thêm tí mới bán này. Chứ chỗ đấy là không bán đâu. Đấy. Cái lô này về nhìn đẹp phết nhỉ. Lụ ác man luôn. Đây nhỉ. Cái lụ này cả nhà này. Đấy. Ác man. Nhìn đẹp. Cái này chưa thả ra ấy, thả ra nhìn trông phê đời luôn. Ôi cây này đẹp này. Đấy, anh em mình có thể thêm thắt cây cảnh để mọi người chơi Tết. Hả? Trà hoa vàng không biết thì có uống thì thấy nó bấm nhưng mà uống. Pha chưa? Hả? Pha chưa, pha chưa? Ấy, trà hoa vàng. Nhìn rực rỡ chưa? Uống hết Tết mà. Vừa mới pha à? Luôn. Đây này cả nhà này, chè hoa vàng nó cứ phải là ngọn tím, tím ngắt như thế này, chuẩn chè hoa vàng. Mà cái cây này rất là sai, kia có cây mà ô bông nó rụng rồi, phí rồi bạn ơi. Ui ôi phí rồi, phí của giời. Ô đây đây, lại rụng nữa rồi. Hai bông thế này thì có mà phí chưa. Mà chè này á, trên thị trường bây giờ hiện đại rất là nhiều người bán. Đấy, nhưng mà chè thì có nhiều loại, nhiều loại chè. Đấy, nhưng mà cái chuẩn của nó là cứ phải là ngọn tím như thế này thì mới là chuẩn. Thì giá trị chất lượng của cái chè hoa vàng này như mọi người cũng có thể đã tìm hiểu qua rồi, giá trị rất là lớn về vấn đề uống chữa huyết áp rồi là ổn định đường huyết. Còn đây nè, đây là cái đào chuông, đào chuông này cả nhà. Đấy, lụ nó cứ đỏ au, đào chuông yên tử. Và không biết là mọi người đã chơi cái hoa đào chuông này chưa. Đây như cả nhà nhìn thấy, rất là nhiều chuông, nhiều lụ luôn. Cái này mỗi lụ này nó lở ra đến 4 đến 5 chuông. Và nó rủ xuống và cũng lộc nó lên, nhìn đẹp lắm. À đây, đấy ra đây quay cho mọi người cây mai 9.999 tỷ. Đấy, đẹp chưa? Đây này, đây cả nhà, hoa chuông đây. Đấy, nó ra nhìn rực rỡ chưa? Sướng phê mắt chưa? Đấy, ai đã chơi rồi thì nghiện ngay. Từ sáng giờ có bán được mấy cành? Nhìn thấy như là vãn vãn hay sao hả? Sáng có mấy đại gia ở dưới ông Bí nên mua bạn ạ. À, mấy cành? Lấy được 6 cành như hôm qua nữa. Úi à, thế thì ngon. Cũng được 20 cành rồi.
U cái này nó đã lở, bắt đầu nó bung ra nhìn đẹp chưa? Ờ, răm bao đẹp bạn ơi. Đấy, đây là những cái cành răm để mọi người cắm, có thể là cắm thờ hay là cắm trang trí ở bàn uống nước. Đấy, bắt đầu nó bung ra này. Nó bung ra nhìn đẹp chưa? Ui, quá đẹp luôn. Mỗi một lụ 5-6 chuông bạn. Phê nhé. Đây, còn đây. Nói 3 chuông, 4 chuông. Nhìn đẹp rực rỡ luôn. Đúng lụ to như ngón tay luôn. Lụ to nhá. Đây này, đây là cành mai mình mới về xong. Đây là cành mai chứ không phải cây nhá cả nhà nhá. Nhiều người rất là thích chơi cành, bởi vì cành nó được cái này nó tự nhiên. Nó thả sống nó tự nhiên. Lụ rất to. Rất là nhiều lụ, mà một lụ này nó bung ra đến có những cái cây mà nó ra được 31 bông. Kinh thủ. À Tài ơi. Ở gần đây có cái cỏ phi tiêu không nhỉ? Cỏ phi tiêu á? Cỏ phi tiêu hay là gọi nó có khoa học là cỏ pili với cỏ gì nhỉ? À. Cỏ lông. Ừ, cỏ phi tiêu có nhưng ở trên cao nguyên cơ. Cao nguyên á? Ừ, trên cao nguyên xa đấy. Ở gần đây không có à? Không, gần đây thì còn ở dân cư đông đúc ấy, phá chặt hết đi rồi. Thế thì lấy sao được nhỉ? Mưa gió này lên lấy sao được nhỉ? Mưa gió này đi ra đường. Lấy làm gì? Phải lấy làm gì? À. Vừa rồi ô thế ông không biết cái vụ đấy à? Vụ gì? Nổi tiếng cả nước mà ông không biết à? Ôi giời, bạn ơi, vườn cây hàng trăm hàng nghìn cây làm tối mắt tối mũi có để ý xem gì cái vụ đấy đâu. Cái không biết vụ gì đâu, vụ này sao như nào? Đang định là lấy cái đấy về, mình cũng căn bản là tò mò không? Ừ. Là lấy cái cỏ đấy vì là có mấy anh em ở trên mạng này cũng quay về cái cỏ đấy. Là nó liên quan đến cái vụ mà xá lợi tóc ở chùa Ba Vàng. À, ông biết cái vụ ở trên chùa Ba Vàng không? Không, không biết. Mình ở gần đây thì nhưng mà mình cũng không biết về cái thông tin đấy, nhưng mà hôm trước thì mình cũng xem qua ở trên mạng thì mình cũng chưa nắm rõ thực hư là cái cỏ phi tiêu đấy có phải không. À. Có mà dân mạng là cứ bảo là cái cỏ phi tiêu nó là cái xá lợi tóc ở trên chùa Ba Vàng. Ừ. Thế nên là mình cũng tò mò, mình cũng muốn hỏi xem, mình cũng thực hư xem là cái cỏ đấy có nó có xoay như thế không, có thực sự là giống cái đấy không. Bởi vì nó có nhiều ý kiến trái chiều là người ta hoặc là có thể là lấy cái cỏ đấy để kiểu câu view câu like hay là như thế nào đấy. Ừ. Thì mình muốn xem là nó có phải là xoay như thế không, bởi vì nó cũng giống như kiểu là theo như là người ta nói thì có phải là cái cỏ ấy nhìn nó giống sợi lông đúng không? Ừ đúng rồi. Hoặc là nó giống sợi tóc. Nhưng mà mưa này thì nó không xoay nữa rồi, nó sụ hết đúng rồi. À lắng cơ, phải lắng cơ. À. Ừ, à có nghĩa là mưa cái là nó vào cái cây đấy là nó ngấm nước vào đấy. Nó ngấm nước là nó xoay hết rồi hay là như nào? Nó ngấm nước vào thì nó không có cái tác động đấy nữa. À nên là phải lắng lên, thì đến lúc mà bạn muốn nó xoay thì lại phải cho nước cái này độ ẩm ấy thì bắt đầu nó mới trở mình ấy, nó cuộn nó xoay xoay đấy. À, à. Đặt vào cái gì đấy trắng trắng là nó xoay đấy. Kiểu vặn mình ấy bạn ấy chứ. À nó giống như kiểu cái quả sâm đất ấy nhỉ. Ừ, giống như cái cơ cấu giống như của nó đang khô xong rồi cho nước vào nó bung đúng rồi, đấy. Thì cái cỏ đấy là nó cho nước vào nó ẩm ẩm vào cái nó xoay à? Ơ thế cái đấy là nó tự vặn à? Ừ, nó tự vặn nhưng phải nước á, thời tiết này mưa này bạn ở giờ chảy hết nước rồi. Ừ nhỉ. Nên là không ấy được. Ừ, mấy đường trơn xa đấy đi được bạn. Ừ. Trơn xa vậy thì chịu rồi. Ôi giờ bạn có ấy tôi làm cho nó giống gì luôn, giống luôn. Cái gì? Đấy nó xa ra. Cái gì cơ? Tôi làm cho nó xoay như sợi tóc xoay như của bạn ấy. Như cái cỏ Philip hay cái cỏ gì đấy. Giống như cỏ phi tiêu á? Ừ, phi tiêu đấy. Làm bằng cái gì? Ôi, làm sợi tóc. Làm bằng sợi tóc mà xoay được thế á? Ừ, hồi xưa giả tăng Trung Quốc thì học mót được của mấy sư phụ ở bên đấy đấy. Ừ. Ừ, nói chung có tí bài, có tí món bạn. Ông thử làm phát nào. Ừ, ông thử làm phát sao? Phải nẻ ra cho các cùng lộ hết bí quyết.
Lẽ ra là như nào làm gì thì để anh em chụp ngưỡng để xem như nào chứ lại giấu. Không, vì cái đấy mình đi học mất phí bao nhiêu thời gian, bao nhiêu năm chiều bạt sang đấy thì biết được tí, thì cái bài ấy để làm bài tủ để giữ ủ mưu cho mình chứ. Nhưng mà để làm gì? Học cái đấy để làm gì? À thì học đôi khi làm cái trò gọi dọa ma tí vậy đấy nhá. Học con trò dọa ma. Thì khổ lỗi là bây giờ là mình đi học thì học mốt thì biết thôi, nhưng mà không lộ là giờ bạn muốn học cũng biết thì phải mất học phí. Học phí là bao nhiêu? Thì nó vô giá. Lại còn vô giá nữa thì bây giờ thế nào? Thì ông làm đi, bao nhiêu đi anh cho anh nhà lại còn giấu với chả riêng. Thôi trời ơi, đây ngồi nước bạn đây. Thôi nước rồi gì, làm đi gái xem nào. Nên ngồi nước thì tân làm cho. Thôi được rồi. Đâu, làm đi xem nào. Chèo hoàng bạn đây. À pha đấy rồi gì? Ừ, pha rồi. Thôi được, ông làm đi cho tôi xem mắt nào. Hay là phải giấu bài, giấu giếm kiểu gì mà không phải... giấu ấy. Phải giấu chứ bạn phải lé này tôi mới làm được. Rồi đến lúc này tôi gọi bắt buộc ấy. Đâu sợi tóc nào hay là ông lấy cái gì mà ấy? Cái đấy phải có thần chú. Bạn xem cái tóc nào nhổ tôi cái sợi tóc này gì. Ừ, đây từ từ để tôi lấy nhổ mé mé này nhá, đừng thóp nhá. Thấy nhổ thì... thóp đầu lắm, căn bản tôi cầm một tay nên là nhổ nó hơi ấy. Sợi tóc bình thường này mà ông bổ đây thì đấy, thì bạn nói chuyện với bạn là cứ cầm thôi, cứ cầm là nó tự xoay mà, nhưng bạn phải lé ra cơ chứ, bạn nhìn thì lộ hết bí quyết của tớ đâu. Đấy, cứ cầm nó tự xoay, nó xoay xoay như thế nào thì cứ cầm nguyên này là nó cứ tự xoay thôi mà không xoay có giống như cái cỏ Philip á, cứ cầm như này thôi là nó tự xoay thôi. À như này bạn nhìn rõ không? Không nhìn rõ sợi tóc không? Có nhìn rõ, nhìn được. Ừ, hoặc là có cái gì trắng trắng làm đi. Mình lấy cái tấm gì trắng trắng thì tôi quay tôi lấy cho mày nhìn. Làm đi. Đâu đây, đây có cái tấm này trắng trắng à. Đây ui giời đẹp luôn nè. Đây đấy ông để đây à. Ừ. Gió này. Gió liên quan gì đến gió. Đây dựng nó lên. Đâu đấy nhìn tấm trắng đây ông để đây. Đây nè. Rồi bạn cứ đi ra ngoài kia đi. Ra ngoài kia đi rồi bắt đầu là tôi gọi vào thì bắt đầu là cho nhìn. Thì cái này nó còn phải có thần chú nữa cơ. Thần chú đó, nghe chừng bí hiểm thế nhỉ. Thì đã bảo là sư thầy truyền cho thì nó phải bí hiểm như bạn. Chuẩn đấy. Ừ, thì bạn cứ đi ra thì bắt đầu là tôi dựng rồi cái biển nâu, biển đẹp đẹp. Bạn vào bạn nhìn biết ngay mà. Ờ. Ừ, vì căn bản nó còn câu thần chú nữa nên lộ. Rồi thế để lui ra đây cho nó sáng để tôi tí tôi vào tôi xem như thế nào. Rồi ok ok. Đây để ra đây. Đây được chưa? Đây cứ để nằm xuống đây này. Rồi. Để nằm xong cầm này được. Rồi. Lại còn thần chú nữa. Ừ. Không hiểu kiểu gì luôn mọi người. Mình cũng thực sự cũng đang rất là tò mò mà không hiểu là tài nó có phải là nó học ở ấy không? Thì là mình cũng đang gọi là rất là tò mò về cái vấn đề là cỏ phi tiêu hay là cái vụ ở trên chùa Ba Vàng xá lợi tóc, nhưng mình không nắm rõ lắm, nhưng mà ngày hôm nay để xem là thực sự là tóc nó có thể xoay được không, cứ bí hiểm bí hò như thế, không biết đang lẩm bẩm cái gì mà đang lẩm bẩm cái gì bên trong này nữa cả nhà. Thôi giờ cứ chờ đợi xem như nào. Lâu thế hả? Được chưa, được chưa? Đây nha bạn. Đâu? Nhìn nha, đi nha. Đấy tay vẫn cầm nguyên, vẫn xoay nhá, đúng không? À ừ nhỉ, nó xoay ấy này. Đấy vẫn xoay đây, nhìn chưa? Ô hay nhỉ, giỏi nhỉ. Thế bảo làm sao phải gì bây giờ lên cao nguyên nó xa ra phải tạnh giáo mưa gió thì lên thì mới tìm hiểu được về cái dòng cỏ đấy. Ông làm lại nào, làm lại nào. Hả? Làm lại nào. Làm lại á? Ừ. Như còn xoay không? Vẫn xoay đấy. Đấy. Ôi, gió sao chứ hả? Gió. Đâu, để xuống đây đâu. Đây bạn quay đây nhìn kỹ ở đây này. Đâu?
Đây, để chỗ này cho nó sáng nhá. Để tôi quay cho nó rõ nét cho mọi người cùng xem nhá. Được chưa? Đâu? Đây nó vẫn quay. Đây à? À đây 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 đây. Để này thì quay nhìn thì nó rõ hơn. Ờ đúng rồi, tự vặn mình nhá. Tự vặn. Đây đây ông để cao lên đây cho nó dễ nhìn ra. Đây. Để đây cho nó dễ nhìn, bởi vì là như kia thì mình nhìn nó không được rõ cho lắm. Đấy, để đấy nào. Đây. Rõ chưa, đỡ gió chưa? Ô, ông làm bấm cái gì đấy? Xoay tít thò lò luôn. Vẫn xoay mà tay mình vẫn giữ nguyên ấy, nó tự xoay. Tự xoay luôn, mà đúng sợi tóc thật. Ê, bảo là đôi khi là học thì phải mất phí rồi, trong khi đó thì võ công thì mình phải truyền cho bạn đấy. Đấy, nó xoay đây cả nhà này. Vẫn xoay mà. Vẫn xoay, vẫn xoay. Mà tay đây, không... Đây, đây, chắn gió nhé. Tay không cử động gì luôn. Gọi là nó lắc theo kiểu giơ tay tí rồi chưa? Ông vừa đấy nó xoay rồi, ông đưa đây, ông đưa tôi để tôi thử xem nó có xoay. Ồ, bạn thì cầm là sao mà không có thần chú mới không ấy, sao học mà bạn xoay được? Nó không xoay. Xoay gần được. Tôi chưa đọc thần chú như thế nào? Đây, đọc thần chú cơ, thần chú. Đọc như nào? Thì cái này lộ ra để cho bạn biết thôi chứ đừng nói cho ai biết, thì nó vấn đề nó liên quan đến tâm linh này. Tâm linh như thế nào? Ma tà các kiểu ấy, đâm ra nó âm binh nhiều cái lắm. Nên là bạn phải học mới biết được. Thế nhưng mà ông học cái này để làm gì? Liên quan đến âm binh là như thế nào? Học thì đôi khi mình gặp nhiều thành phần này rắc lô nhất thì mình dọa ma tí mà. Để dọa ma thôi. Thế là có nghĩa là để gọi ấy á? Ừ, bây giờ bạn cầm bạn quay đây, bạn làm đi xem có làm được không thì tớ dạy cho. Làm kiểu gì? Đấy bạn cứ cầm ấy, xong bắt đầu bạn lẩm bẩm cứ tóc ơi xoay đi, tóc ơi xoay đi khoảng 20 lần thì là ok. À, chỉ có tay tôi xoay này, à cầm nguyên một chỗ gì? Ừ, cầm nguyên chỗ chứ còn tay xoay lên gì? Đây, cầm như này không xoay đúng không? Ừ, đây mồm cứ thế lẩm bẩm. Như nào? Đọc cái thơ câu thần chú ấy. Cứ tóc ơi xoay đi thì 20 lần nhớ vào. Thừa không được mà thiếu không được. Phải đủ. Đọc bao nhiêu lần? 20 lần. Đọc hẳn 20 lần cơ? Ừ. Phải đọc 20 lần mới được. Chứ còn 19 lần không được. Tóc ơi xoay đi. Tóc ơi xoay đi. Ông cười gì? Bao nhiêu lần đấy nhỉ? Thì bạn bao nhiêu? 7 lần. Tóc ơi xoay đi. Tóc ơi xoay đi. Xoay chưa bạn? Hình như chưa đủ, mới về 2 lần. 12 lần. Tóc ơi xoay đi. Còn 8 lần nữa. Tóc ơi xoay đi. Chắc đọc thừa ra nó không xoay. Không, đủ 20 lần rồi đấy. Có xoay đâu. Xoay đây. Xoay đâu mà xoay đây đi. Không xoay tí nào. Đứng nguyên luôn. Đứng nguyên luôn. Tay tôi rung nó mới thế chứ. Hả? Bạn đọc thiếu rồi. Thiếu rồi 20 lần đấy, như mà ông bảo ấy. Đấy, giờ như này. Tâm độ cho. Nó chỉ như này thôi là xoay này, bạn nhìn chưa? Bạn cứ cầm chắc nhá. Cái gì? Đâu như nào? Đấy, cứ cầm chắc nó tự xoay. Nghĩa là mình lấy tay mình ấy rồi, xảy tóc rồi. Đổ vặn năng ấy. À. Mình vặn đấy bạn được chưa? À đủ quá. Sài Gòn gì bạn? Bây giờ ấy. À thì ra là hắn ý cầm như thế là xoay đây, cái gì này, à. Xoay xong cái nước bạn nhả ra thì nó hồi lại không? Đấy. À. Bạn vặn bao nhiêu vòng thì nó hồi lại bấy nhiêu? À thì ra là thế. Đây. Ê. Ô sư thế. Ôi, ông lại rồi. Ông này là chơi ha đấy, bảo ông thấy ông ấy dạy. Ừ đúng rồi nhỉ. Giỏi quá. Tôi thấy đấy. Rồi mình cứ tưởng là thế thật luôn. À thì ra là cầm thế là xoay. À thế là hóa ra là mình bị lừa cả nhà. Hóa ra là bị lừa. Thôi cũng được. Bây giờ mới biết bị lừa bạn. Ừ bị lừa thật. Chết rồi. Thôi để bữa nào nắng nắng thì lên cao nguyên thì làm cái đồng cỏ quý hiếm bạn ạ.
Thế nhưng mà cái cỏ đấy là nó cũng bị cũng cũng xoay như vậy à? Chứ cỏ đấy thì nó lắng thì nó ấy. Ừ. Nó lắng thì được chứ còn thời tiết mưa này nó có tác dụng gì đâu mà. Đấy, thế là mình cũng đang tò mò về cái cỏ đấy, không biết là nó có xoay như thế không. Nó lắng đấy à. Thì mình lấy thì Thực ra thì cái vụ mà ở trên chùa Ba Vàng cũng như là ở trên mạng mà đang nói về cái vấn đề là cỏ phi tiêu cũng như là cái vỏ cỏ hay là gọi là cỏ pi líp gì đấy cả nhà, thì mình cũng đang gọi là tò mò để xem là cái cỏ đấy có thực sự là thế không. Còn cái vụ mà chuẩn xác ở trên chùa Ba Vàng thì mình cũng không nắm rõ lắm nên là mình cũng không thể nào nói gì được. Đấy, nhưng mà con nhưng mà cái gì sai thì sẽ bị ấy thôi. Ngày hôm nay mưa gió này anh em mình cũng không thể đi rừng được, mà mới hôm trước là bắt cá xong là ăn uống là cũng bềnh bống rồi. Hay anh em mình đi xem có chỗ nào bắt cá không đi, cũng ngớt ngớt mưa rồi này. Bây giờ phải trông vườn bạn ơi. Đấy thôi, cả nhà mà ai mà có nhu cầu mà sử dụng chơi cái đào chuông này hay là mai vàng hay là cây cành mai rồi là các cây cảnh trèo hoa vàng này thì cứ alo cho anh em mình nhé, anh em mình ship đến tận tay mọi người để mọi người có thể chơi Tết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhé. Ngày hôm nay là mình đã bị lừa một quả rồi, được.